Hello, mình xin chào cả nhà nha. Chúc anh em mọi người một ngày mới thiệt là nhiều niềm vui. Đó thì tình hình thời tiết chỗ mình đang là mùa mưa mọi người ơi. Sáng nay thì mình mang cái con dao á, mình chặt mấy cái lá chuối nè, mấy cái mà nó khòe qua bên cái AV của mình á. Cái này không phải là do nó khòe qua bên đất của mình mà mình chặt đâu. Cái này là tại vì mình đang xử lý cho nó gọn gàng mọi người. Với lại cái lỗ lưới của mình này, lưới AV mình này là lỗ lưới 2 phân. Lỗ lưới 2 phân cho nên nó rất là dễ những con rắn á, nó có thể chui vào được. Thành ra là mình chặt mấy cái xung quanh á, để cho nó trống. Nó trống thì rắn nó sẽ không có bò vô được mọi người. Đó, nói chung cái gì mà nó gần gần cái bờ tường mình chặt để rắn nó khỏi bò vô, nó khỏi ăn chim mọi người. Đó, chứ không phải là nó qua bên đất nhà mình mà mình chặt đâu. Đó mọi người, nói chung là mình chơi chim, mình xử lý, mình lo xa, mình xử lý rắn thôi. Trời đang mưa mọi người, mưa kinh khủng luôn. Cái cây bơ ngay ngón tay mình nè mọi người, thường ngày thì chào màu nó hay về cây này lắm nè. Nhưng mà điều đa số là những con chim chim tật lỗi hay là chim này kia nọ người ta thả ra đây thôi. Chứ cũng rất là khó có chim hay, trừ khi có những con chim sậy á thì cũng khá là ok. Còn mà chim người ta thả thì nói chung có bắt lại cũng chả chơi được rồi. Bữa nay mưa, chứ nếu mà không mưa là nó đậu cây bơ này nè. Ngày nào cũng có đó. Sáng nay thì mình có mua 15.000 dế mọi người, để mà mình bỏ cho chim cặp chim Indo của mình nó ăn. Tại vì nó lót tổ xong rồi mà nó chưa có đẻ. Với lại là mình mồi màng đầy đủ, nó đầy đủ dinh dưỡng nó mới đẻ được mọi người. Trái cây đồ đầy đủ thì mới tỷ lệ thành công, mới có hy vọng nó sẽ cao. Ngày hôm qua thì mình có mang một cái lồng lực phía trước á mọi người, 2m4 á. Mình tháo ra mình chừa là 1m2 thôi. Từ này ở kia là 1m2 thôi. Mình bỏ bên trong cái AV nè, để mấy con chim chào màu bạch non của mình á, mình cho nó tập lực, nó phơi nắng trong này. Cái thứ nhất là nó sẽ an toàn, tránh được những cái xui rủi chó mèo hay này kia nọ. Trong này thì không có mấy con vật đó. Đó, rồi nó tập lực, nó phơi nắng rồi nó quen dần với cái AV trong này mọi người. Rồi cỏ rác ngày hôm qua mình dọn, cho nên là mình cũng khá là bận, không quay video được á. Mình dọn sạch để mà những con rắn rít đồ nó không thể nào trú ẩn được bên trong này á. Thì mình nuôi chim trong này cho nó an toàn mọi người. Đó, còn cái phần mà cây thừa vô thì mình chặt hết rồi. Mình chặt hết để cho rắn rít nó vô thôi, chứ không phải là nó phè qua mà mình chặt ra mọi người. Thì trong lúc đó mình dọn dẹp á mọi người, thì mình vô tình phát hiện một cái tổ cúc, chim cúc của mình. Hồ cá hôm qua cũng chà rửa sạch sẽ rồi. Hoa đồ cũng tỉa cho nó gọn gọn hết rồi, trống trải. Chứ đợi những con rắn mà rắn lục á, lục đuôi đỏ đâu á, nó vào đây là mình không thấy là nó ăn hết chim á mọi người. Thì trong lúc mình nhổ cỏ thì tới ngay chỗ này nè, mình phát hiện cúc của mình này nó để lại rồi. Thành ra là cái khu vực chỗ này cỏ mình để lại. Để mình quay anh em mọi người xem. Đó, thấy quả trứng không mọi người, ngay ngón tay mình nè. Đó, để mình zoom lên nha. Đó, hấp dẫn chưa. Đó, dê cái cỏ ra. Để dê cái cỏ ra. Đó mọi người, trứng cúc rừng luôn nha. Không biết mưa vậy có ảnh hưởng gì trứng nó không biết. Đó thì ngày hôm qua mình thấy có cái trứng, cái là mình chừa cái bụi cỏ chỗ đó lại mọi người. Chứ không là mình dọn sạch sẽ luôn, để mình sợ rắn á. Rắn mà nó vào đây được á, nó ăn chim. Rồi nó chim chào màu bạch mình cho nó nhảy lực ở đây mà nó ăn nữa một cái là xong xác luôn á, tiêu luôn á. À, còn cái vụ này rất là vui luôn nè mọi người. Cái cặp gõ kiến đầu rìu này của mình nè, một cặp nè, hai con đang đứng á mọi người. Thì hai con này nó bắt cặp với nhau và nó thường xuyên ra vô cái tổ này nè. Mình đặt ngay cái góc tường á, giữa màn hình á mọi người. Nó thường xuyên ra vô cái tổ này, mình thấy là có khả năng là cái cặp này nó muốn đẻ rồi mọi người. Nay mai mà nó đẻ là cực kỳ hot luôn, cái này là gọi là Việt Nam mình chưa có ai ghép chim này mà đẻ luôn á mọi người.
Còn cái con này nè, hình như nó là lẻ loi một mình nè, nó không có đôi có cặp nè, thành ra nó cứ nó đứng trên đó nó buồn á, nó không có cặp. Còn hai con này thì lúc nào cũng đi chung. Lúc trước thì mình có nuôi hai con, hai anh em, mà vì nó quá giống nhau cho nên là mình không biết nào trống nào mái luôn mọi người. Bây giờ cái hôm bữa trước có ông anh ổng cho thêm một con là ba con, cái bây giờ tự nhiên hai con này nó ghép lại với nhau, nó cứ đi chung hoài vậy đó. Mình nghi cặp này là cặp trống mái nè, còn cái con này là cô đơn lẻ với bóng một mình rồi. Hai ba ngày gần đây thì nó thường xuyên ra vô cái tổ mình đặt ngay góc tường kia mọi người, nó thường xuyên ra vô tổ, nó hay vào trong đó nó nằm, nó kêu, một con đứng ngoài, con đứng bên trong nó kêu. Ngày hôm qua thì mình cũng dở ra coi nhưng mà chưa có trứng mọi người. Hy vọng là nay mai mà nó sinh sản là hơi bị độc luôn, cực kỳ độc luôn. Còn cái bé chì đất này là hôm bữa mình có hai con mọi người, hai con. Mà thằng em á, thằng Vĩ hôm bữa nó cũng có xuất hiện trên cái video của mình một lần rồi. Nó thích quá, nó nói mình đẻ nó một con. Nên thôi hả, mình đỡ cho nó tiền cái lồng 100.000 còn con chim mình tặng. Cho nên là mình có hai cái lồng đen này, đưa cho thằng Vĩ một cái nè mọi người, cho nó luôn. Còn con của mình thì nó đang lột lông nè. Đó, đang lột lông cái bụng đen xì xì rồi. Còn cái cổ nữa, cái cổ cái đầu nữa là xong. Ngày mai nó lột lông xong thì nó bắt đầu nó hót, tập cho nó để bàn hót. Bây giờ nó đang thay lông cho nên lông lá nó hơi xấu xíu mọi người. Còn tình hình là ba bé vẫn còn khỏe mạnh nha mọi người. Đó, cập nhật tình hình cho anh em mọi người xem luôn. Ngày hôm nay là mình nuôi cũng được hình như là 4 ngày rồi ta, 4-5 ngày rồi. Nói chung mỗi buổi sáng thức dậy mà cứ nhìn thấy còn khỏe mạnh là thấy ngày hôm đó là thấy vui đó. Rất là hồi hộp luôn mọi người. Hy vọng một ngày nào đó nó lột lông xong hả, nó ghép đôi, nó đẻ nữa, lúc đó cực kỳ thích luôn. Đó mọi người. Còn đây tình hình là cái cây miễn bát của mình đã bò lên vàng rồi mọi người. Ngày hôm qua thì mình tháo mất một cái lồng lực, mình tháo ra thành lồng mét 2, mình bỏ trong AV. Còn lại nửa cái thì mình bỏ lên trên cái vàng này nè. Đó, cho cái cây miễn bát này nó bò. Nó bò thì nay mai nó ra trái, tại vì hiện tại cái đó cũng chưa xài tới cho nên thôi kệ đi. Cho miễn bát này bò lên là trái lòng thòng xuống có cho chim ăn mọi người. Đó. Thời tiết Gia Lai thì mùa mưa thì nó cứ mưa như vậy hoài, thành ra là cái ngày nào mà nắng á, thì xách chim đi chơi quay video nó sẽ rất là dễ. Còn một thời tiết nó cứ nó mưa như vậy thì khó quay video lắm mọi người. Ra đường thì không được mà ở nhà thì cũng không có vọc chim được mọi người. Đó, thành ra là sáng hôm nay mình cũng quay một cái video cập nhật tình hình cho nhiều anh em biết, chứ mắc công là nhiều bạn á, trong chờ video mà không thấy mình quay rồi không biết là mình bận rộn hay là như thế nào đó mà không quay video. Đó, cho nên là mình cập nhật cho anh em biết thôi. Chứ lại là khoe với anh em một cái vụ này hay nè. Hôm bữa đi chơi thì ông anh ổng bẫy xe xẻ, ổng bẫy xe xẻ, cái mình ngang qua mình nhìn mình thấy, cái mình nhìn vô trong lòng thì có một con xe xẻ màu lông sô cô la, con cục đuôi á mọi người. Đó đó, con cục đuôi á. Màu lông nó là màu sô cô la, xe xẻ mà là đột biến mọi người. Rồi con mái thì bình thường. Xong mình mới nói hả, thấy con này đột biến thôi mình xin. Mình xin con này, thế là ông anh ổng cho, rồi mình xin thêm con mái nữa. Về cho đủ cặp mọi người. Nuôi chim xe xẻ đột biến nữa. Đó mọi người. Quay video thì chắc anh em mọi người không thấy, ở ngoài nhìn thấy rõ hơn. Cái chân nó cũng màu đỏ nữa mọi người. Chân đỏ, lông là lông sô cô la, con cục đuôi á. Còn con mái thì bình thường, đuôi dài. Đó mọi người. Đó, thôi chắc ngày hôm nay chắc mình xin tạm dừng video tại đây nha. Cập nhật tình hình cho anh em biết thôi, chứ còn tình hình đang mùa mưa cho nên là hy vọng là ngày mai nó nắng thì nó nắng đẹp mình mới quay video cho anh em mọi người xem cho vui được. Chứ còn cứ mưa như vậy hoài á, đâu có biết quay cái gì đâu mọi người. Đó, cho nên là thôi, mình chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Chúc anh em mọi người một ngày mới thiệt là nhiều niềm vui. Bye bye.